Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 9 giờ tối, tức là 21 giờ của ngày thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023. Và có một cái chủ đề trong tối nay thì tôi mong rằng là các đại biểu Quốc hội lưu ý. Mong rằng là được lắng nghe và các đại biểu Quốc hội lưu ý. Bởi vì nó chính là về cái luật ngập. Luật ngập. Đúng không? Mong rằng là các bác tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tại sao lại luật ngầm? Bởi vì như thế này. Cái vụ chúng ta nhìn qua một số sự việc nhé. Đối với những người có rất nhiều tiền, như là tập đoàn Tân Hiệp Phát. Xin thưa các bác rằng là ông này bán cái tập đoàn của mình đi thì bỏ rẻ cũng được khoảng 50-60 ngàn tỷ đồng. Tức là khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Khoảng hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Tôi ý tôi nói là bỏ rẻ đấy. Rẻ định bán được từng đấy. Thế nhưng mà họ rất là tham. Và họ dùng cái tiền lợi nhuận, dùng cái tiền tích cóp được và cho vay nặng lãi để mà kiếm thêm được tiền. Từ đó thì các bác có thể thấy rằng là họ thu được cái số lợi khoảng tầm có hơn 800 tỷ thôi. Theo cáo buộc cơ quan điều tra. Chắc là cái số này nó còn nhiều hơn nữa. Bởi vì những cái vụ việc thế này thì trước đây người ta đã thấy bóng dáng Tân Hiệp Phát ở trong cái vụ liên quan tới ngân hàng xây dựng rồi. Thế nhưng mà ông vẫn tự tung tự tác đến tận bây giờ. Và nhân đây thì ông có một cái phát biểu và cáo trạng đưa ra đấy. Các bác có thể nhìn thấy, bởi vì hôm nay tôi cũng chia sẻ rồi. Đó là gọi là cái câu rằng là đây là cuộc chơi của Thanh và phải chơi theo luật của Thanh. Đó. Đây là cuộc chơi của Thanh và phải chơi theo luật của Thanh. Tức là ông sẽ bắt người khác là phải sang tên cái số cổ phần cho mình, rồi tài sản cho mình, còn vân vân và mây mây. Đó. Tương tự như cái cách mà từ cách đây khoảng 20 năm thì người ta cho vay nặng lãi thì người ta lách được cái thuế, lách được cái phí, cái lãi thì khi mà đi cầm đồ thì chủ cầm đồ bảo rằng là mày phải ký vào cái giấy bán xe, ký vào cái giấy bán xe và bao giờ mày có tiền thì mày mang đi mày chuộc, bao gồm cái tiền lãi cắt cổ đấy. Thế thì ở tầm quy mô cao hơn thì cho vay nặng lãi cũng giống như cầm đồ, thì ông Quý Thanh và gia tộc của mình cũng như vậy. Nghĩa là cái khoản tài sản của ông ấy thì rất nhiều, nhưng mà xin thưa các bác rằng là rất nhiều, nhưng mà xin thưa các bác rằng là vẫn muốn có nhiều hơn nữa. Mà tôi chả hiểu để làm cái gì. Đây là cái thứ nhất chúng ta thấy rằng là cái câu nói đây là cuộc chơi của Thanh thì phải chơi theo luật của Thanh. Đó. Họ tự nghĩ ra luật chơi của mình. Thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy ở trong cái vụ án SCB Vạn Thịnh Phát thì anh Lê Kiến Thành có nói về cái luật im lặng. Rất nhiều người nếu như họ ra đầu thú, nếu như mà họ ra đầu thú hoặc là họ khai báo cơ quan điều tra hoặc là họ cứ ngồi yên để chờ công an đến bắt thì họ chỉ phải trả giá khoảng là tầm vài chục năm tù giam hoặc cùng lắm là chung thân, nhưng mà chung thân thì cũng vẫn có khả năng được ra sớm. Thế nhưng mà thay vì đó họ chọn một cái khác, đó chính là cái việc mà họ chọn cái cách tự vẫn. À, tự vẫn là chúng ta thấy vậy thì tự kết liễu sinh mạng của chính mình. Vậy thì có cái gì để làm cho họ sợ như thế? Thì tôi nghĩ rằng là trong luật im lặng nó có một cái nó gọi là nếu như mà anh im lặng mà im lặng tin tưởng nhất thì chỉ khi người người tôi hay có cái câu rằng là chỉ có người nó đã chết thì mới biết im lặng. Đó. Thế thì sẽ được đảm bảo về tài chính cho gia đình vợ con. Và có thể nói rằng là nhưng nếu mà không đảm bảo là im lặng thì tất cả là xong phim. Thế thì người ta chọn cái luật như thế, luật như thế. Thế rồi chúng ta cũng có thể thấy rằng là rất nhiều những cái vụ cướp ngân hàng hay là những cái vụ mà an ninh trật tự, thế thì họ hoàn toàn có thể rằng là đến báo cáo cơ quan điều tra, cơ quan an ninh rằng là tôi vay nặng lãi hoặc vân vân nọ kia. Thế nhưng mà thay vì cái việc đó thì họ không làm mà họ lại chọn cái cách rằng là vi phạm pháp luật, đi cướp giật
để mà có tiền để mà trả cái lợi nhuận, à, trả lại cái lãi và trả lại cái mà họ đã vay, phải gọi là vay ngoài xã hội. Thế thì họ chọn cái đó. Thì ở đây chúng ta phải tự hiểu thêm một câu rằng là, tôi hiểu thêm một câu rằng là đó là cái luật ngầm và nó còn đáng sợ hơn luật pháp. Đó, đáng sợ hơn luật pháp. Luật pháp rất đầy đủ nhưng có vẻ như nhiều người không coi trọng và họ thích cái luật ngầm. Và ở đây chúng ta mới nói qua ba cái chủ thể. Thứ nhất là liên quan tới giống như là tinh vi thì là mafia, rồi của các đại gia, rồi ở ngoài xã hội. Thế nhưng mà trong hệ thống chúng ta có hệ thống luật ngầm hay không? Trong hệ thống chúng ta có luật ngầm hay không? Thì tôi nghĩ rằng là có. Cái này có đầu tiên ấy, thì bọn Trọng đã nói từ lâu rồi. Đó là cái gọi là nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, rồi thứ tư mới đến trí tuệ. Tức là bỏ qua rất nhiều những cái quy định và họ bằng cách là hợp thức hóa quy định. Thế nhưng mà từ sâu trong thâm tâm của họ thì họ chọn cái nó gọi là nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, rồi thứ tư mới đến trí tuệ. Thế thì đó có phải luật ngầm không? Đâu còn cái sự công chính nữa. Hay ngay cả trong vụ SCB thì chúng ta thấy rằng là cả đoàn thanh tra không một ai công chính, không một ai công chính, tức là không một ai gọi rằng là liêm khiết chính trực trong cái việc công minh chính trực cả. Họ hoàn toàn có thể tố cáo cái việc này lên các cơ quan khi thấy rằng là mình đã thu thập tài liệu vân vân như thế này, thế rồi là bà cục trưởng lại làm một cái báo cáo như thế này, rồi ông phó chánh thanh tra lại ký một cái như thế này, thì họ hoàn toàn có thể làm cái điều đó. Thế nhưng mà không một ai công chính, không báo cáo, kệ. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là có luật ngầm hay không? Có. Thế giờ chúng ta tự hỏi thêm một cái câu rằng nào, thêm một cái hoài nghi rằng là trong công tác cán bộ thì thay vì cái việc mà tìm hiểu rằng là người này giỏi thì cho lên, còn vô đạo đức rồi là không có tài năng thì phải loại người ta đi. Thế nhưng mà có cái luật ngầm rằng là địa phương hóa hay không? Cục bộ hóa hay không? Ngôn ngữ thì là cục bộ, địa phương hóa. Tức là ông này cứ là người tỉnh này giống tôi thì là tôi ưu ái ông này cho lên. Có cái luật đó không? Đúng không? Có cái luật đó không ạ? Thế rồi rằng là thấy rằng là nhiều người làm hì hục cả năm trời, bỏ ra rất nhiều công sức, bỏ ra vô vàn cái tâm huyết nhưng cuối cùng là không được ghi nhận. Còn một người thì nhiều khi là cứ lơi phơi, sáng cà phê, chiều các bố về, nhưng có mỗi một cái chăm chỉ, đó là đi hầu sếp, đi hầu sếp, nịnh nọt sếp. Thế rồi cuối cùng là mỗi lần quy hoạch ấy, nhót vào trong đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là họ có phải theo một cái luật ngầm hay không? Hay rằng là tại sao lại cứ phải sợ nhau thế? Tại sao rằng là không theo cái GD, tức là cái job description. Tôi nhớ mãi thế này này, ngày trước ấy thì quản lý rất là dễ, là bởi vì lính dưới mình là mình bảo thế nào phải nghe, mình cho thằng nào sống là được sống, cho chết là chết. Những cái năm 2005 để 6 thì tôi ra trường ấy, thì lúc đấy mình làm quản lý thì kiểu kiểu như vậy. Mãi đến những năm gần 2020 vẫn thế. Sau này thì các bạn 9x ấy, những cái bạn mà chuyên nghiệp vào thì có một lần tôi bảo một cô bé rằng là mày làm cho anh việc này nhé. Thì cô bảo tôi một cái câu như thế này: thì là anh phải trả thêm lương cho em. Anh phải trả thêm lương cho em. Thế mình mới giật mình. Trước đây á, các ông chủ hoặc các lãnh đạo hoặc là các sếp ấy, thì xin thưa các bác rằng là bảo nó về nó cho trông con cho mình nó có phải trông. Thế mà tự dưng là có con bé này nó bật mình, nó bảo là anh phải trả thêm lương cho em. Thế mình bảo giật mình, bảo là sao thế? Có vấn đề gì em? Thì cô bé bảo một câu rằng là em, công việc của em theo cái mô tả công việc, vị trí của em là như thế này. Bây giờ anh yêu cầu thêm một công việc mà vừa rồi ấy, thì em làm được. Nhưng mà nó ngoài cái mô tả công việc của em. Như vậy thì em được nhận thêm lương. Còn những cái gì mà trong mô tả công việc của em thì em không cần thiết là phải nhận. Bởi vì nó là công việc của em. Thế thì mình mới nhận ra một cái rằng là bây giờ mình phải chuẩn chỉnh hơn trong cái việc mà xây dựng, tức là công khai minh bạch hóa ngay từ đầu về cái mô tả công việc, phải thật cụ thể, phải lường trước những công việc xảy ra để cho bọn trẻ con sau này nó vào nó làm thì nó ít nói ít soi lại mình hơn, chứ không phải rằng là hôm nay mình thích thế này thì bảo nó
mai thích cái kia để bảo nó. Tức là bản thân mình cũng phải tiến bộ lên. Trước đây mình làm những việc này rất là hời hợt, mô tả một tí, copy trên mạng vân vân cái thứ nữa kiểu đấy, rồi đăng tuyển. Thì còn về đây thì nó làm đầy thứ việc không tên. Không tên tức là ngoài công việc nó ra. Thì bản thân nó cũng ấm ức. Thì bây giờ mình phải đầy đủ hơn. Còn những cái việc gì mà ngoài cái mô tả công việc của nó, tức là cái GD của nó, thì lúc này là mình phải có cái cơ chế để mà trả thêm thu nhập. Đó. Thế thì tất cả thứ đó thì chúng ta thấy rằng là nó phải sòng phẳng rạch ròi như thế. Còn ở đây chúng ta đang theo một cái nó gọi cái luật ngầm. Mà cái luật ngầm này nhiều khi nó trên cả luật pháp, tức là người ta còn sợ nó trên luật pháp. Đáng nhẽ luật pháp là cái người ta phải coi trọng nhất. Thì ở đây những cái luật ngầm nó còn kinh khủng hơn. Kinh khủng hơn. Chính vì thế, đáng nhẽ cái mùi thế thì nhiều người nhà lập pháp phải nghĩ rằng là luật ra rồi nhưng có thực thi theo luật hay không nó mới là vấn đề. Tại sao mà nhiều người không thực thi theo pháp luật, biết đó là sai nhưng mà vẫn vi phạm, vẫn cứ gọi không coi ra cái gì? Có phải là bởi vì rằng là cái luật ngầm nó mạnh hơn? Luật pháp thì cấm nhưng luật ngầm thì cho phép. Ví dụ luật pháp cấm tham ô tham nhũng, cấm nhận quà nhận tiền, thế nhưng mà luật ngầm thì lại cho phép rằng là thôi thì mày nhận tí cũng được, cảm ơn cũng được. Cảm ơn thì không bị truy tố kiểu kiểu đấy, biết hình sự. Thế có được hay không? Thế cho nên ấy, chúng ta phải có hẳn những cái nghiên cứu về cái vấn đề này, bởi vì đó là cái dòng chảy vô hình. Nó không cụ thể ở bất cứ đâu, nhưng nó len lỏi trong đời sống, trong xã hội và nó chi phối các hoạt động. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu nó. Phải nhìn thẳng vào nó, tìm hiểu nó. Và để từ đó chúng ta có giải pháp cụ thể, trúng, thứ nhất đúng, thứ hai là trúng vào vấn đề, thì từ đó mới có hiệu quả được. Cái thứ luật ngầm này rất khủng khiếp, đúng không? Không thì bởi vì chúng ta xây dựng ra luật pháp bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà khi luật ngầm nó chi phối thì xin thưa với các bác rằng là tất cả là sự bỏng không. Đó. Và muốn chi phối được thì các cơ quan hành pháp phải bỏ cái luật ngầm ra ngoài, gọi luật bất thành văn ra ngoài, và phải chỉ có làm theo pháp luật thôi, chỉ làm theo pháp luật thôi. Và thiên tử như thứ dân, ăn cắp xin thưa rằng là một gọi rằng là ăn cắp thì là cứ xử tùy theo ăn cắp, không có, bởi vì là ăn cắp 1.000 tỷ nó lại khác với ăn cắp 100 tỷ, ăn cắp khác 1 tỷ, ăn cắp cái bánh mì gói xôi thậm chí là cũng bị tù, trong khi đó rằng là ăn cắp đến cả 100 tỷ thì lại bị miễn được miễn trách nhiệm hình sự. Thì như vậy là nó không có cái sự công bằng. Muốn người dân tôn trọng cái pháp luật, muốn diệt được cái luật ngầm này thì pháp luật nó phải thật sự công bằng với tất cả mọi người, và đó là nguyên tắc tối cơ bản. Đúng. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.